Hay chào mừng các bạn đã đến với Đức Hà Vlog Review. Trong video này mình xin giới thiệu cho các bạn một sản phẩm đến từ Sen Đỏ nha các bạn. Đây là khăn tắm xúc nhật 1m4 x 70 cm nha các bạn. Số tiền thu hộ 18k. Đây là một cái khăn tắm xúc nhật mà to nè các bạn, mình thấy to nè. Rồi, link mua hàng của sản phẩm này mình sẽ để dưới phần mô tả video, để bạn nào có nhu cầu mua hàng các bạn xuống phần mô tả video để lấy link mua hàng nha. Và các bạn dành ra vài giây đăng ký kênh, nhấn chuông theo dõi để xem những video mới nhất của mình và để ủng hộ mình có động lực cho ra nhiều video hay hấp dẫn để phục vụ tất cả các bạn tham khảo giải trí trước khi mua hàng nhé. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành khui sản phẩm này ra xem thử như thế nào nha các bạn. Rồi, đây là sản phẩm của chúng ta. Đây là một cái khăn màu xanh. Khăn tắm màu xanh. Ui, rất chỉ là to. Nhưng mà hơi mỏng nha. Khăn này mỏng lắm các bạn ạ. To thì đúng kích thước đây, nhưng mà hơi mỏng nha. Nhưng mà mình thấy nó hơi mỏng nha các bạn. Đây, cho các bạn xem nha. Đây, vải nó mỏng lắm các bạn. Đây, có một cái đường may riêng nè. Không đẹp, đường may này không đẹp nha các bạn. Đó, và khăn này rất mỏng nha, không dày, rất mỏng. Khăn này mình cảm nhận mỏng lắm, không được dày, mỏng. Màu xanh, nó có những cái họa tiết gì trên này nè, đó, nó có họa tiết trên này. Khăn này thì lâu thì chắc mình nghĩ nên khô lắm. Đây nó có họa tiết nè các bạn, đó, nó có bông hoa nè. Bông hoa trái tim nè, hoa hồng, được con gấu hay con gì đây nè, nhiều lắm. Nhiều cái họa tiết họ in nổi đây nhé. Rất là đẹp. Nói chung với giá tiền là 18k thì sản phẩm này mình thấy cũng rất ok nha. Vì số tiền quá rẻ mà các bạn, đúng không các bạn? Rồi link mua hàng của sản phẩm này mình sẽ để dưới phần mô tả video, để bạn nào có nhu cầu mua hàng các bạn xuống phần mô tả video để lấy link mua hàng nha. Và các bạn dành ra vài giây đăng ký kênh, nhấn chuông theo dõi để xem những video mới nhất của mình và để ủng hộ mình có động lực cho ra nhiều video hay hấp dẫn để phục vụ tất cả các bạn tham khảo giải trí trước khi mua hàng nha các bạn. Chúc các bạn một ngày mới học tập và làm việc thật vui. Xin chào và hẹn lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào.